Wow, những cây hoa hồng ngoại Costa Villa của mình đã ra rễ rồi. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách nhân giống hoa hồng bằng phương pháp dâm cành nhé. Đầu tiên thì các bạn chọn những cành hoa hồng loại cành bánh tẻ. Cành bánh tẻ là những cái cành mà bông hoa hồng nó mới tàn. Sau đó chúng ta dùng kéo sắc cắt cành hoa hồng, cắt khoảng 2 mắt lá thôi nhá. Và cắt bớt vỏ lá, mục đích là để cho nó đỡ mất nước và tập trung cho bộ rễ nó phát triển. Sau đó thì chúng ta cắm ra đất. Đất ở đây thì các bạn nên chọn các loại đất sạch như là đất thịt và hoặc là đất đỏ. Cắm xong rồi thì các bạn sẽ tưới nước cho cây và duy trì độ ẩm cho cây. Các bạn đặc biệt lưu ý cho mình là cắm cành hoa hồng vào mùa đông vào cái thời điểm thời tiết rét khô nhé, thì tỷ lệ sống sẽ cao. Và sau khi chúng ta cắm xong rồi thì chúng ta để ở trong mái che hoặc là có thể chùm ni lông để cho nó đỡ mất nước và đảm bảo tỷ lệ sống cao nhé. Và đây là kết quả của mình sau 1,5 tháng, và sau đây thì mình sẽ mang nó ra để trồng. Việc áp dụng đối với các loại hoa hồng nội thì cũng hoàn toàn tương tự như việc áp dụng với hoa hồng ngoại. Tuy nhiên, việc trồng hoa hồng nội bằng phương pháp dâm cành thì lại càng dễ hơn nhiều so với hoa hồng ngoại nhé. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt.